Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, được dịch ra hơn 43 thứ tiếng trên toàn cầu và 6 lần được vinh danh là sách bán chạy nhất của năm với hơn 4 triệu bản trên toàn cầu. Đó là những hạng mục ấn tượng của cuốn sách Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới mà chúng tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay. Cuốn sách cũng giúp cho tác giả John Strickley trở thành một trong 100 người truyền cảm hứng trong lĩnh vực lãnh đạo và phát triển cá nhân tại Mỹ. Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới mở đầu bằng chuyến nghỉ dưỡng của John, quản lý cấp cao tại một công ty quảng cáo. Nhưng không ngờ trên đường đi có một tai nạn khiến giao thông tắc nghẽn. Quá bế tắc và mất kiên nhẫn, anh quay xe rẽ vào lối không định trước. Anh đi mãi, cho đến khi gặp một quán ăn nhỏ, tiệm cà phê bên rìa thế giới. Ở một nơi heo hút, lại xuất hiện một tiệm cà phê. Chưa dừng lại ở đó, mọi người ở đây đều không hề bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Khi anh cầm menu để chọn món, anh bắt gặp ba câu hỏi xuất hiện ở đó. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn có sợ cái chết không? Bạn có đang sống cuộc đời trọn vẹn? Bỏ qua những hoài nghi ban đầu, với sự giúp đỡ bằng cuộc trò chuyện với cô phục vụ, anh chàng đầu bếp và vị khách ở quán, John bước vào hành trình tìm câu trả lời cho cuộc đời mình. Bằng lối dẫn chuyện hấp dẫn nhưng cũng khiến bạn đọc phải ngẫm nghĩ, Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới truyền tải những thông điệp sâu sắc để chúng ta sống trọn vẹn hơn. Quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, hiện đang công tác tại Học viện Quản lý Giáo dục. Xin chào Huyền Phương và xin chào khán giả truyền hình. Chúc khán giả truyền hình một ngày mới thật vui. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Đặng Thị Hương, có lẽ là với bất kỳ độc giả nào sau khi đọc xong cuốn sách này, chúng ta sẽ đều có chung một cảm nhận và tự đặt ra cho mình những câu hỏi. Đó là vì sao ta lại ở đây? Ta có sợ cái chết hay không? Ta đang sống một cuộc đời trọn vẹn chứ? Vậy thì còn với tiến sĩ Đặng Thị Hương thì sao ạ? Có bao giờ chị tự hỏi mình những câu hỏi tương tự như vậy hay không ạ? Trong suốt chặng đường đời của chúng ta thì luôn luôn chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao? Liệu như thế nào? Và từ nhỏ thì các con của chúng ta cũng thường hỏi: mẹ ơi, vì sao trái đất lại tròn? Vì sao con lại như thế này? Rồi sau lớn lên thì liệu con có hạnh phúc không? Vân vân. Và đến khi trưởng thành thì chúng ta cũng lại có vô số các câu hỏi. Và những câu hỏi đó nó cũng trưởng thành theo thời gian. Như sau này chúng ta sẽ làm gì để có được một cuộc sống gia đình tốt? Sau này chúng ta sẽ có kế hoạch như thế nào? Và vì sao chúng ta lại lựa chọn công việc này? Vì sao chúng ta lại tới đây? Và những cái câu hỏi trong cái câu chuyện Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới nó cũng phản ánh thực sự là những cái câu hỏi mà chúng ta hàng ngày vẫn thường đặt ra. Việc đặt câu hỏi đầu tiên đó là tại sao ta ở đây có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cuộc sống của mỗi người thưa chị? Câu hỏi này tác giả đặt ra để muốn chúng ta ngẫm về những cái sự tồn tại của chính bản thân mình. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này là chúng ta có những mục đích gì, những mục tiêu lý tưởng gì để sống cho cuộc sống nó có ý nghĩa. Và tôi nghĩ rằng câu hỏi này rất là hay. Sau khi đọc cái câu chuyện này tôi cứ thấy nó cứ xoay đi xoay lại trong đầu tôi. Vì sao lại như thế này? Và tôi thấy đó là như một cái kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Cá nhân Huyền Phương thì rất thích câu chuyện của Casey khi kể về chú rùa. Khi chú rùa bơi, nó nương theo dòng nước. Khi sóng xô về phía nó, chú rùa sẽ thả trôi mình, chỉ đạp nước vừa đủ để giữ ổn định. Khi sóng dữ dội từ phía sau, nó sẽ đạp vây nhanh hơn để tận dụng dòng nước. Chị nghĩ rằng là câu chuyện này sẽ đem đến cho ta những bài học ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ạ? Với câu chuyện về chú rùa thì nó mang lại cho tôi những cái suy nghĩ mà tôi vẫn thường chia sẻ đối với những học sinh, sinh viên thân yêu của mình. Đó là trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta gặp những cơ hội xảy ra, nó đến với mình thì chúng ta sẽ chớp lấy nó để chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Cơ hội không chờ được một ai và những khó khăn nó cũng ập đến bất thình lình. Như chú rùa, chú biết cách là khi mà gặp những cái sóng lớn chú đạp nhẹ chân là đi, thì chúng đã tận dụng được cái cơ hội đó để chú bơi được nhanh hơn. Và đối với mỗi con người chúng ta cũng vậy. Cái câu chuyện về chú rùa đó nó gợi cho chúng ta một bài học, đó là chúng ta phải luôn luôn biết vượt qua những khó khăn và tận dụng những cơ hội. Đôi khi chúng ta nhìn thấy những khó khăn nhưng chính đó
là cơ hội của chúng ta. Huyền Phương cũng biết rằng là trên thế giới dạo này đã có rất nhiều những cái ý tưởng táo bạo, và đôi khi đối với người khác là những cái ý tưởng dường như nó viển vông và nó khó thực thi, nhưng khi chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ đạt được nó và tìm được những giải pháp để có thể đạt được những cái mục tiêu đó. Bên cạnh câu chuyện chú rùa biển xanh thì tác giả Jones cũng đã kể về hành trình của Jones. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhân vật này, và tác giả cũng đã chỉ ra rất nhiều những triết lý trong cuộc sống. Chúng ta có thể nêu tiêu biểu như là mỗi ngày đều mở ra một cơ hội mới cho chúng ta làm những điều mình muốn mà không cần chờ đến khi nghỉ hưu. Hay là nếu đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, có lẽ là cái chết chỉ còn là một sự kiện bình thường, không hơn, không kém. Còn với cá nhân tiến sĩ Đặng Thị Hương thì sao ạ? Chị tâm đắc nhất với triết lý nào trong cuốn sách này ạ? Có một cái triết lý mà tôi vô cùng tâm đắc. Mike đã nói với John rằng: John à, cuộc đời là một câu chuyện thú vị. Có điều đôi khi chúng ta quên mất chính mình là tác giả của nó, cũng như chúng ta có thể viết bất cứ điều gì muốn. Và tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến, quan điểm của Mike. Cuộc đời của chúng ta là do chúng ta chịu trách nhiệm, do chúng ta quyết định, do chúng ta vẽ nên đó, điều gì thì nó sẽ thành điều ấy. Cho nên là mỗi chúng ta, đặc biệt là với những người bạn trẻ, chúng ta đừng ngại ngần, chúng ta hãy sống với đam mê, với hoài bão. Và khi chúng ta có những mơ ước, chúng ta hãy làm nó đi, đừng chờ đợi. Có những người nói rằng là nhất định là việc này sau khi nghỉ hưu tôi sẽ làm. Tôi nghĩ rằng là nếu như chờ sau khi nghỉ hưu, liệu chúng ta có còn sức khỏe để làm nó không? Liệu chúng ta có đủ minh mẫn để có thể làm được điều đó tốt hay không? Và tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì để chúng ta phải chờ đợi cho đến khi chúng ta nghỉ hưu hay cho đến khi chúng ta có thời gian mới làm được việc đó. Hãy làm đi khi chúng ta có thể. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Đặng Thị Hương. Thưa quý vị và các bạn, đến với cuốn sách Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới, mỗi độc giả không chỉ tìm cách lắng nghe bản thân mình, khám phá những điều mình đang mong mỏi, mà ở đó họ còn tìm ra được những câu trả lời cho chính cuộc đời mình. Dù đã đọc không ít những cuốn sách về triết lý cuộc sống, nhưng chị Đỗ Thị Kim Oanh vẫn bị ấn tượng mạnh bởi câu chuyện mà nhân vật Cassie đã kể về chú rùa biển xanh trong cuốn sách Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới. Bởi ngoài sự thú vị, chị còn có thêm bài học sâu sắc từ cách ứng xử khôn khéo của chú rùa. Đây là một cái bài học mà tôi thấy rất là có nghĩa. Nếu như chúng ta dành thời gian quá nhiều, dành quá nhiều năng lượng của mình cho những việc không giúp ích cho mình, tốn cái thời gian và sức lực của mình thôi. Còn nếu như mà mình biết bắt nhịp với những cái gì mà giúp ích cho mình, giống như cái dòng chảy đưa mình ra xa hơn ấy, với những người sẽ giúp mình đạt tới mục đích của mình, mục đích cuộc sống, thì sẽ giúp mình đi xa hơn. Thì đấy là chi tiết mà tôi rất là thích trong cuốn sách này. Bên cạnh câu chuyện của chú rùa biển xanh, trong Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới, theo hành trình của nhân vật John, tác giả Jones J. Lucky cũng đã chỉ ra rất nhiều triết lý trong cuộc sống khác. Theo tác giả, ngày nào cũng là một cơ hội để làm điều chúng ta muốn. Tại sao không dành thời gian cho gia đình ngay hôm nay mà phải đợi đến khi nghỉ hưu? Nếu ngày nào cũng thực hiện ước mơ của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ mất đi ước mơ đó. Ngay từ câu đầu, mở đầu cuốn sách thì có câu mà bạn tồn tại làm gì? Và cái đấy có thể nói rằng ra là hỏi về mục đích sống của mỗi người. Thì theo em thì mục đích sống của mỗi người nó là tất cả, nó là xung quanh của bản thân chính người đấy. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã mang một cái sứ mệnh riêng trong mình, bản thân của mình. Chính vì thế thì cuốn sách này mới gắn kết được em với rất nhiều, và nó gần như là mở ra cho em nhiều thêm những điều mới hơn. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn có sợ cái chết không? Bạn có đang sống cuộc đời trọn vẹn? Bước vào Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới với ba câu hỏi đó, bắt đầu hành trình khám phá và lắng nghe bản thân một cách thành thật nhất, mỗi chúng ta sẽ có được những thông điệp sâu sắc để sống trọn vẹn hơn. Thưa tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, với cuốn sách này chúng ta thấy rằng là sẽ có rất nhiều những thông điệp, những cái triết lý mà tác giả đã gửi gắm ở trong đó. Tuy nhiên thì chị thấy rằng là cái cách kể câu chuyện, cách dẫn dắt đã giúp cho những triết lý này trở nên mềm mại và dễ tiếp cận hơn với độc giả ra sao ạ? Cái cách hành văn những cũng như là cái cách kể chuyện tiếp cận của tác giả rất là nhẹ nhàng. Nó như là những cái câu chuyện chúng ta diễn ra trong một cái quán cà phê tán gẫu với nhau, nhưng cái thâm thúy ở trong đó chính là những cái triết lý của từng người, từng vai trong xã hội, và họ đã cùng nhìn nhận chung tới một cái điểm là cuộc sống này thật là ý nghĩa, và chúng ta hãy tìm mọi cách
để chúng ta sống thật tốt, giành lấy những cơ hội chúng ta có. Hơn hết đó là gì? Chúng ta hãy mơ, hãy ước mơ, mơ thật nhiều và chúng ta hãy cố gắng đạt được nó khi chúng ta có cơ hội và khi chúng ta còn thời gian. Nếu chúng ta coi tiệm cà phê bên rìa thế giới là một hành trình khám phá, thì chị đã khám phá thêm được những điều thú vị gì sau khi đọc xong cuốn sách này ạ? Sau khi đọc cuốn sách này, nó lại mang lại cho tôi những cái nguồn năng lượng hết sức mới mẻ. Một cái nguồn năng lượng mà của những cái người mà gần như bế tắc trong cuộc sống, rồi họ gặp lại những ánh sáng. Giống như John, khi anh ta đi mãi và bình xăng sắp hết, con đường cũng chưa thấy có ánh sáng. Anh ta vô cùng tuyệt vọng. Nhưng khi vào quán cà phê, gặp được những người bạn, họ đã cởi mở, đã tâm tình được những cái triết lý về cuộc sống. Và qua đây tôi cũng như là một người, một hành khách mà được tham gia vào câu chuyện của họ, được lắng nghe họ và được nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi thấy rằng là chúng ta cần phải sống có lý tưởng hơn nữa, có mục tiêu hơn nữa và chúng ta dám nghĩ, dám làm hơn nữa. Hãy cứ làm đi. Và tôi có một cái câu mà châm ngôn, mặc dù nó là một câu nói rất là đùa với sinh viên của tôi thôi. Mỗi khi các em có những cái điều gì đó còn băn khoăn, tôi vẫn nói rằng các em ạ, các em hãy cứ làm đi. Hãy chuẩn bị mọi cái điều kiện có thể để làm. Làm những cái gì mình cố gắng nhất có thể. Nếu khi các em đã cố hết mình rồi mà các em không đạt được điều đó thì cũng đừng lấy làm buồn, mà hãy nói, nhớ đến câu nói của cô Hương như thế này: được là trời cho, không được là trò chơi. Thưa chị, vậy thì theo chị, cuốn sách Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới sẽ có ý nghĩa như thế nào với mỗi độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ trong xã hội ngày hôm nay ạ? Các bạn trẻ khi đọc những cuốn sách này, đặc biệt là những bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống, các bạn đang đặt ra câu hỏi là: vì sao tôi lại làm công việc này? Vì sao tôi lại chỉ dành 8 tiếng, 10 tiếng ở cơ quan đi làm chỉ vì là miếng cơm manh áo? Thì các bạn hãy đọc và hãy ngẫm từng cái câu chuyện nhỏ trong cái câu chuyện Tiệm Cà Phê Bên Rìa Thế Giới, để các bạn thấy được rằng là chúng ta sinh ra trên cõi đời này là một món quà vô cùng ý nghĩa. Nó là một món quà mà không có gì lớn lao hơn mà bố mẹ ta đã mang đến. Vậy khi chúng ta gặp những bế tắc, những khó khăn trong cuộc đời này, chúng ta đừng từ bỏ, chúng ta hãy đứng lên, chúng ta hãy đi tiếp, và thậm chí chúng ta hãy tìm kiếm những cái điều mới mẻ trong cuộc sống để trải nghiệm. Và có những cái trải nghiệm, càng nhiều trải nghiệm thì chúng ta sẽ càng cho làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Và đường đến hạnh phúc không đâu xa, đường đến hạnh phúc chính là cảm nhận của mỗi chúng ta. Và khi một ngày mới đến, khi những ánh bình minh đầu tiên của ông mặt trời chiếu rọi, thì các bạn hãy vươn vai, hãy cười thật tươi và hãy trả lời cho câu hỏi: vì sao ta lại ở đây, để thấy rằng cuộc đời thật là tươi đẹp và có mặt trên cõi đời này là một điều rất đáng quý cho mỗi chúng ta. Thưa chị, nếu như có một tiệm cà phê bên rìa thế giới thực sự tồn tại ở ngoài đời này thì chị Đặng Thu Hương có sẵn sàng đến và trải nghiệm ở quán cà phê đấy hay không ạ? Khi đọc câu chuyện này thì tôi cũng nghĩ đến như câu hỏi của Huyền Phương dành cho tôi. Tôi cũng nghĩ rằng là một ngày nào đấy mình cũng thử trải nghiệm, mình cứ lái xe đi một cách vô định, biết đâu đấy mình cũng sẽ lạc chân vào một cái quán cà phê ở bên rìa thế giới, để mình xem trong một bối cảnh như vậy thì cảm xúc của chúng ta như thế nào, và liệu mình có lo lắng không, mình có sợ chết hay không, hay là mình, cái ý chí của mình nó vượt qua được những cái đó để có thể chúng ta sống tiếp một cuộc sống tốt đẹp. Và tôi nghĩ rằng là nếu cho tôi cơ hội được đến cái quán cà phê đó, nhất định tôi sẽ trải nghiệm nó. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.